Rồi, hai Giang Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Cả nhà ơi, bây giờ là hôm nay là thứ bảy rồi, là chuẩn bị đại lễ bắt đầu nha cả nhà. Đại lễ Quốc khánh 2 tháng 9 bắt đầu từ hôm nay rồi. Các công nhân viên chức là người ta nghỉ hôm nay rồi cả nhà. Ta nghỉ bắt đầu là kết thúc ngày làm việc thứ sáu ngày hôm qua, là người ta đã nghỉ hôm nay rồi. Thì Giang Quý thấy Aeon hôm nay rất là nhiều trái cây luôn. Qua cái này túi, một túi 3 kg này à. Táo này là có giá là 169.000 cả nhà. Ồ, một túi này có 169.000. Chỗ này là cái nhà này là túi xô. Cái này xô luôn á nhà, một xô bơm đúng cái nhà. Còn bên đây nè, cái là trái cây nè. Đây cả nhà ơi, còn bên đây là một cái set này là 108.000 cả nhà. Wow, nhiều món ăn ngon quá nhà ơi. Xúc xích combo gà vui vẻ. Wow, một combo ở nhà này là combo. Combo này 147.000. Này bánh mì với cả nhà. Ồ, bánh mì xúc xích ngon quá nhà ơi. Cả nhà hãy đến đây mà đi chơi lễ thì chúng ta gọi on ăn uống cả nhà. Bánh Hàn Quốc. Bây giờ quý đi qua bên cái khu bên trái cây nha cả nhà. Trái cây gọt sẵn này cả nhà. Dừa với lại trái cây này ta gọt sẵn nè. Hôm bữa Giang Quý hay mua dưa hấu cả nhà. Giang Quý hay mua dưa hấu vàng với lại dưa hấu này nè. Dưa hấu này 20.000, ăn cũng rất là ngon, ăn tráng miệng rất là ngon cả nhà. Cái này là dưa lưới nè, với lại nè cả nhà, một cái ly như vậy là 30.000 cả nhà. Lúc trước Giang Quý tưởng là 13.000, thấy để số 13 Giang Quý tưởng 13.000 thì ra là không phải. Cái này là 240 mấy ra ham á, là tổng cộng là 32.000 đó nha. Giang Quý tưởng mười mấy ngàn khi mà tính tiền ở cái ba mấy ngàn. Ngoài Giang Quý sẽ đi qua đây trái cây xô rồi cả nhà. Ồ, trái cây xô, một cái xô mà cái xô đẹp cả nhà. Xô này, cái xô là nhiêu ta? Xô này là tặng cái xô cả nhà. À, xô táo là ăn táo, táo một xô luôn cả nhà. Xô đẹp quá, xô màu vàng nè, xô vàng đẹp quá. Nè cái những cái xô màu vàng này nó khuyến mãi cho cái xô. Cái xô nha. Trái cây bây giờ nó đựng trong xô, trong hộp luôn đó nha. Rất là nhiều mẫu mã mới luôn, rất là đẹp. Còn bên đây là dưa hấu rồi cả nhà. Đây dưa hấu rồi. Dưa hấu cả nhà ơi, dưa hấu đỏ nè. Này nửa trái này là 35.000. Người ta bán trái cả nhà. Đây một trái là một trái 59.000 cả nhà. Ồ, một trái 59.000. Bây giờ ta bán trái, ta bán ký thôi. Dưa hấu vàng. Đây là dưa lưới nha cả nhà, dưa lưới này nè. Dưa lưới màu vàng đẹp quá cả nhà. Mà chúng ta có thể mua về trưng. Trưng Tết đi cả nhà. Thì hôm nay là chúng tôi thấy ở Aeon là rất là đông, bắt đầu bây giờ Aeon đã mở cửa lúc 9 giờ đó, cho nên rất là đông khách. Tại vì công nhân viên chức á, với người lao động người ta nghỉ được đến là khoảng 3 đến 4 ngày luôn á cả nhà. Đấy thì trong vòng hôm nay với ngày mai, ngày mốt thì người ta sẽ đi du lịch, tranh thủ đi du lịch, đi mà đi với người thân và gia đình cũng rất là vui. Đầy táo, nhiều táo quá nha. Wow, nhiều táo quá. Mừng đại lễ có các cái chương trình bán quần áo, giày dép rất là nhiều. Bán sale luôn đó nha. Đây cái táo này dễ thương đó nha. Nhỏ nhỏ dễ thương. Quay ổi cả nhà. Ổi như cả nhà, trời ơi ổi nè. Ổi ngon đó nha. Hôm nay cái hôm nay có trái cái gì ta? Cái bơ rồi cả nhà. Ôi. Cái bơ thì nó to hết cả nhà. Đó, trái bơ đây. Cái bơ này chắc hơn 1 kg luôn cả nhà. Đây, cái bơ hành bích. Người ta bán ổi có 39.000 kg à. Rẻ quá. Cái bơ to quá. À, chúng ta có thể mua bơ về làm sinh tố bơ. Ôi cái này là trái măng cụt. Thanh long rồi cả nhà. Thanh long, sầu. Thôi nhiều quá, nhiều trái cây quá. Chuối nha cả nhà.
chuối, thanh long. Ồ, nhiều cái cây quá cả nhà ơi. Nè, chuối nè cả nhà. Chuối này là bao nhiêu ta? Sao bị giá? À, 30.000. Này à. Ồ, chuối ngon quá nha. Này có nhãn nè. Nhãn với seri với nè. Ở đây. Ôi, này ổi chổi. Ổi này ổi gì ta? Ổi ổi gan. Ồi, ổi này rất ngon. Táo nè. Ôi, nhiều quá. Bên kia là măng cục. Ôi, nhiều măng cục quá. Ồ, mình muốn đi qua đây rồi. Mít. Cái mít này cả nhà. Mít. Ôi, mít thơm quá. Mít với lại sầu riêng nữa nè. Thôi giờ quý chúng đi một vòng thôi, quý đi một vòng là ba khu rau củ quả đi. Đấy. Hôm nay thì có món xà lách son mới cả nhà. Dưa leo non nè, với lại cà, cà tà lẹ. Và đây như ta. Ở này có cái nước nước sốt gì đây cả nhà. Cái sốt mè đang đó nè. Này là tặng một chai luôn đó nè. Em mua về chấm rau ăn được. Ôi bắp nè nè. Bắp. Bắp qua Mỹ. Bắp Mỹ. Mỹ. À, cái này nhiêu ta? Đây là à 18.000. Chú quý chưa có ăn gì giờ, chú quý nó bụng quá. Chút nữa chú quý qua bên khu bán đồ ăn, chú quý mua. Mình chắc chắn không biết mua cơm quá, không biết mua gì giờ. Có bắp rồi cả nhà. Tại vì á, trong nhà có bán những món chay, món mặn nữa. Món chay cũng rất là ngon. Ồ, bên đây nè cả nhà, bên đây nè. Đây là trái cây này khuyến mãi nè cả nhà. Đây nè. Này chôm chôm nhãn. À, trái cây này người ta mà bán người ta khuyến mãi nè cả nhà, người ta như là những trái cây này là nó còn bị tồn động lại á, cái người ta bán khuyến mãi nè. Ôi mà cái giá nó cũng 8 mấy ngàn. Ổi, đây là mặn nè cả nhà. Ồ, mặn nè cả nhà. Đây là mặn mặn Thái nè, mặn Thái nè cả nhà. Còn bên đây là mặn An Phước. Đây mặn An Phước nè. Ồ, mặn An Phước nè. Cái mặn An Phước này ngon lắm nè. Ở đây có trái hồng nè. Hồng giòn. À, đây là hồng giòn nha các nhà. Hồng giòn. Bây giờ nó có cái loại mà hồng hồng sô-cô-la. Hồng sô-cô-la các nhà. Cái hồng sô-cô-la là ăn ở trong cái bột á. Nó như cái màu sô-cô-la luôn đó các nhà. Còn đây là hồng giòn, hồng thường. Này à. Ôi cái hồng này mà ủa sao rẻ vậy ta, có 51.000 ở nhà. Một cái hộp gì có 51.000 à. Ồ, rẻ quá ha. Thôi quý đi qua bên đây rau củ quả nha. Hôm nay thì rau củ quả rất là tươi ngon. Cà rốt này cả nhà rất là ngon. Ba lan bên kia, bên kia trái cây, bên kia nho. Ủa này rồi. Này, cà chua, chị leo, rau. Ồ, hôm nay là rau củ quả rất là nhiều luôn á nhà. Nói chung là mỗi ngày thì Ion bán nhập hàng về rất là nhiều những cái loại trái cây rau củ quả mới rất là nhiều luôn á. Đấy, nhiều quá cả nhà ơi. Bí cả nhà, này bí này nấu canh ngon. Đấy. Nhà bí này cả nhà. Ủa này có rau, ổ rau răm. Rau răm này ăn với lại hột vịt lộn. Ủa này, à cái bắp cải, cái bông cải xanh này cả nhà ăn là chống được cái ung thư luôn á. Bắp cải xanh á. Đấy. Bông cải xanh này rất là ngon cả nhà. Này mà chúng ta nấu súp rồi ha. Nấu canh, nấu súp rồi rất là ngon.
Thì đại lễ 2 tháng 9 thì người dân người ta sẽ đi vào Ion rất là đông. Cái gì đó là người ta nghỉ tới 3-4 ngày gì đó, nên là người ta sẽ đi vào đây mua sắm rất là nhiều. Ở bên đây, bên đây là cái cải xà lách hả các nhà? Xà lách, xà lách nhìn đó nha, nhìn nó ngon, nó non quá các nhà. Ôi nhiều quá các nhà ơi, em bữa về đi không có hết cái khu rau củ quả luôn á. Đây là nấm, nấm gì ta? Nấm đùi gà, nấm đùi gà. Mình nghĩ là mình nấu cái gà nấm chín trăm. Ôi đông quá cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì Văn Quý đi một vòng cái này mua gì ta? Đây là ổ này rau giúp cá nè. Cái này được nè. Rau giúp cá với lại ngầu. Đây là bắp cải. Thì trong cái thời buổi công nghệ thì chúng ta có thể mua qua, chúng ta có thể đặt hàng ở trên những cái app á, kể là những tài xế công nghệ có thể là giao những mặt hàng này đến tận nhà. Tại vì là do người ta bán online luôn ở nhà, người ta bán như là những nhân viên người ta sẽ đi lấy hàng xong rồi đóng gói lại về cái người ta giao cho khách luôn, khách khỏi đi đến đây luôn cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Văn Quý cũng đi một vòng Ion của ngày một ngày thứ bảy, là cũng hôm nay là ngày nay là 31 tây các nhà, ngày mai ngày mốt là lễ rồi. Thì Văn Quý chúc cho cả nhà có một ngày lễ thật là vui vẻ và tràn ngập niềm vui bên gia đình và người thân như cả nhà. Rồi Văn Quý xin kết thúc video tại đây nha. Nho cả nhà, nho ngon quá. Nho xanh, này nho xanh này cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của Văn Quý nha. Thì rất là nhiều cả trái cây, thực phẩm cả nhà ơi. Rồi trái gì? Cái này dưa lê nè cả nhà. Wow, cái dưa lê nè, lạ quá ha. Cái này 65 ngàn ký á. Cái này gọt sẵn nè. Này gọt sẵn nè. Ủa cái dưa lê nó giống như trái dưa, nó giống như là giống như trái dưa mà dưa lưới vậy cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Văn Quý xin kết thúc video tại đây nha. Chào cả nhà.